Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là một con đường đất đấu nối trực tiếp với tuyến số 1 anh chị ha. Tuyến số 1 là cái tuyến cái màu trắng trắng đó, đó anh chị ha. Ngoài đấy người ta cắt cây rồi. Thì ở đây là thuộc ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Vị trí tôi đang đứng ở đây khá là gần với khu công nghiệp Nam Đồng Phú, gần với chợ Tân Lập, Ủy ban Tân Lập, trường học cấp 1, cấp 2. DT741 đấy chị ha. Từ đây ra đó khoảng hơn cây số rồi anh chị nhá. Từ đây ra từ vị trí tôi đứng ở đây ra tuyến số 1 thì khoảng hơn 100m, gần 200m anh chị ha. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh chị một miếng đất có hai mặt đường. Đó là mặt đường tuyến số 1 và mặt đường bên hông này là cái vườn cao su này anh chị ha. Cái mảnh vườn cao su này cái đất nó vuông như một tờ giấy anh chị ha. Miếng đất này khá là đẹp anh chị ha. Nó bắt đầu từ đây ông chủ ông có cắm cái cây gỗ này. Đó, thì cái mặt đường đất này người ta được 181m, còn mặt đường tuyến số 1 người ta được 50m anh chị ha. Đấy, ở đây thì là ông chủ này ông có đào mương này, đào mương để phân biệt đất của ông với đất người ta anh chị ha. Còn bên này là đất của nhà nước nhá, bên này là đất của công ty cao su Đồng Phú này. Cái quỹ đất này người ta đang là quỹ đất dự phòng, dự trữ, quỹ đất dự trữ có thể là trong tương lai thì mấy quỹ đất cao su của nhà nước này có thể người ta sẽ triển khai những cái dự án thương mại về đây anh chị ha. Cái mặt tuyến số 1 là mặt một cái con đường tuyến số 1 là một con đường có cái lộ dưới là 32m, đường hỗn hợp anh chị ha. Đường nó con đường này sau này mà anh chị mua đất để kinh doanh buôn bán thì khá là phù hợp vì đường nó 32m, nó y như cái đường DT741 bây giờ anh chị nhé. Nó không quá lớn nên là cái tốc độ lưu thông xe thì nó chậm thôi, nó không có nhanh đâu. Thì cái con đường tuyến số 1 này sau này anh chị mua về để làm quán xá, quán nhậu, quán ăn tạp hóa đó là phù hợp anh chị ha. Đường 32m. Rồi bây giờ mình đi tham quan miếng đất này anh chị nhé. Đất này thì như vừa tôi chia sẻ là mặt này được 81m, mặt kia được 50m, cao su non anh chị ha. Tôi xin phép tôi xuống xe đi. Rồi, tôi quay lại đây này. Anh chị đi thẳng đấy, đấy ngoài đấy là đường nhựa đấy. Đó là đường nhựa anh chị ha. Thì từ đây ra cái đường nhựa đó chắc khoảng chừng 70-80m. Rồi đi ra trường học cấp 1, cấp 2 Tân Lập, rồi chợ Tân Lập, Ủy ban Tân Lập anh chị ha. Đi khoảng hơn cây số anh chị nhá. Đó, đi về tuyến số 2. Từ đây về tuyến số 2 chắc khoảng chừng hơn 2 cây ấy. Hơn 2 cây anh chị nhá. Còn từ đây vào khu công nghiệp BKMX Đồng Phú thì nó rơi vào khoảng chừng 3 cây số. Lộn lại DT41, trạm thu phí Tân Lập, rồi khu công nghiệp Nam Đồng Phú thì khoảng hơn 1 cây, gần 2 cây gì đó. Khoảng đó anh chị ha. Bây giờ tôi bắt đầu chạy từ đây ra tuyến số 1 anh chị nhá. Miếng đất này có cái diện tích là 2 mẫu. 2 mẫu, 2 mặt đường. Mặt tuyến số 1 50m, mặt tuyến đường đất 81m anh chị ha. Đất thì nó vuông như một tờ giấy, rất là đẹp, đất nhà chú này đẹp lắm. Đó anh chị ha. Hết hàng cao su này tới hàng cao su non là của người ta rồi. Khỏi cần đi thăm là cũng biết ranh giới tới đâu rồi đấy anh chị ha. Đất rất là đẹp luôn. Vuông vức. Từ đây sang đến đất Phú Giáo, tỉnh Bình Dương khoảng 3 cây thôi. Nghĩa là cách tỉnh Bình Dương khoảng 3 cây. Ấp 4 là một ấp cửa ngõ. Gần như là cửa ngõ của xã Tân Lập anh chị ha, nó chỉ sau ấp 1 thôi. Đó. Còn từ đây về thành phố Thủ Dầu Một khoảng 40 cây, 40-45 cây. Về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80 cây anh chị ha. Trước mặt anh chị là tuyến số 1 này. Tuyến số 1 anh chị ha. Hôm nay tuyến số 1 người ta đây, đất của chú này tới đây nhé. Nhà chú này có 50m mặt đường tuyến số 1 là ở dưới đó nhá. Anh chị nào mua cái vườn này này, mua xong cái vườn này thì mình qua mình gặp ông chủ này, mình mua luôn cái góc tam giác này thì đem thêm được 50m nữa là được 100m mặt tuyến số 1 thì tuyệt vời. Tôi chạy ra đây nhá. Đất nhà chú này chỉ tới đây thôi. Đấy, đất này chú này chỉ tới đây thôi. Tí nữa tôi chạy xuống đấy tôi chỉ cho anh chị nhá. Bây giờ ra tuyến số 1 trước đi. Anh à, tuyến số 1 hôm nay người ta cào lại cỏ này tới đây người ta thi công này anh chị nhé. Đó, anh chị thấy không ạ? Đó. Hôm nay người ta cào cỏ rồi đấy, người ta cào cỏ để tới đây người ta thi công tuyến số 1 đấy. Như tôi vừa nói, tuyến số 1 mà anh chị nào mua về để kinh doanh buôn bán ấy, thì tuyến số 1 rất là phù hợp vì tuyến số 1 sau này nó là con đường hỗn hợp anh chị ha. Đường 32m nó giống DT741 của mình ạ. Nó giống DT741 anh chị nhá. Đó, anh chị thấy không ạ? Đó, thì cái miếng đất của chú kia là nó có 2 hecta. Đó, 2 hecta đó, 2 hecta nha. Nhưng cái góc này nó còn tí góc tam giác của cái vườn nhà này này. Đó, nó dính vào bên này. Thì sau này mà mình mua 2 hecta này thì mình mua luôn cái tam giác này cũng được này. Đó, mua
mua luôn. Nếu anh chị thiện chí, thật sự thiện chí thì để tôi đi tôi gặp cái ông chủ có ít tam giác này, mua để nhập vào cái vườn cao su non nó luôn anh chị nhé. À đây, tiện đây tôi xin phép tôi tắt xe nhé. À, anh chị chạy thẳng bên kia, sang bên kia người ta có ủi có lu đường luôn rồi đấy. Tuyến số 1 bên đấy người ta có ủi có lu rồi anh chị ha. Cứ đi thẳng đường này ra là mình ra tuyến số 1 thôi. Ra tuyến số 1, ra trạm thu phí Tân Lập, giao công nghiệp Nam Đồng Phú anh chị nhé. Khá là gần, không xa đâu. Cái miếng này vuông vức lắm nha anh chị ha, vuông vức lắm. Đấy, đàm phán mà mua được cái tam giác này nữa thì tuyệt vời. À, thêm được 50 mét nữa là cộng vào là 100 mét. Mà tuyến số 1 nữa là tuyệt vời anh chị ha. Rồi bây giờ mình xuống cuối đất. Đất nhà chú ấy đẹp lắm, bằng phẳng vuông vức. Tôi xin phép tôi đậu xe đây đi. Đây, đây là tuyến số 1 này. À, đất nhà chú này thì bắt đầu từ đây này. À, bắt đầu từ đây nhá. Đây. À, nó dính tuyến số 1 thì bắt đầu từ cái lùm cỏ này này. Đó, từ lùm cỏ này xuống tới cái chỗ đất trống dưới kia 50 mét. Đó, còn từ đây lên cái đường đất kia là cái tam giác của nhà cái chú đối diện. Đó, chú này thì có cái mảnh vườn này thì tuyến số 1 nó chạy qua cái đầu đất của chú ấy thì là nó bị dính ít tam giác bên này. À, thì cái ông này ông ấy hậu không có. Thì sau này mà anh chị nào mà mua tuyến số 2 này, à xin lỗi, mua cái hai mẫu này. Đó, thì mình mua luôn cái tam giác này, đàm phán mua luôn cái tam giác này để mình nhập vào cái miếng này thì quá tuyệt vời chị ha. Đấy, 51 mét mà đường tuyến số 50 mét mà đường tuyến số 1 nhé. À, tôi phải ra xa xa tí. Hôm nọ tôi đưa khách đến đây thì người ta chưa làm, mà người ta chưa cào mặt bằng. Người ta chưa cào mặt bằng. Hôm nay người ta cào mặt bằng rồi này. Chắc tới đây người ta làm đấy. Tới đây người ta lu đấy. Làm mặt bằng rồi lu nền đấy anh chị ha. Đó, bắt đầu từ đó sang đây. Đó, là 50 mét mặt đường tuyến số 1 cộng thêm đường đất. Đường đất ngoài kia 181 mét nữa anh chị ha, hai mẫu. Thì cái giá cách đây tôi báo giá là tôi báo giá cũ anh chị ha. Đó, tại vì tôi chưa cập nhật được cái giá mới. Cái giá cũ của chú này ngày xưa là 37 tỷ. Thì có thể là giá lên giá xuống thì nó không chênh lệch bao nhiêu đâu. Thì anh chị nào mà thấy cái khoản tiền đó mà phù hợp với mình, với cái vị trí này, với cái mặt đường như thế này, mà phù hợp với cái mục đích sử dụng đất, phù hợp với cái mục đích đầu tư của mình thì cứ liên hệ cho tôi. Còn cái giá mới thì người ta lên hoặc xuống thì không đáng bao nhiêu đâu anh chị ha. Đó. Nhiều khi mà gọi tới gọi lui cho chủ giết thì họ xót ruột, họ còn lên giá anh chị nhá. Đây là cái mốc tuyến số 1 này chị nhá. Rồi 2 hecta, giá cũ là 37 tỷ, còn giá mới thì anh chị nào mà thiện chí để tôi cập nhật lại anh chị ha. Đó, cập nhật lại để cho anh chị làm cho anh chị cái giá tốt nhất anh chị ha. Đó. Ấp 4 xã Tân Lập huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Đó, tôi quay vậy. Đó. Rồi. À, số điện thoại của tôi là 0918645130 hoặc 0271373 7968 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website của cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm thêm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của cvtland để nhận được những video mới, những sản phẩm mới cập nhật từ cvtland anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.